khi đã đến là sông mây ra đây chỉ mà mình đi đâu nên thêm bố à chắc đến ra đây là mà về chuyện gì bố à thằng là chuyện này ra đây là mà về chuyện gì con yêu thương đại diện này đi sửa đi đâu mà con này mùi đi kiến thiện gì đây lại nằm mặt ra sự thả sự thả tôn hồn 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 vô cha lưu bà đế ở đà đó bà dù mà dù đủ bốc của mạng mơ bảo bà đồ hòa đế bà đồ hòa đế con vô chân là gì nên biết dùng như thế sự vui gì nên bất tiết sẽ khó tha cho bà nên mình nghe đó mấy con sẽ có chào hồi con mình chào bà nên bắt đầu hoa đó từ đồ sạc bà ngà chá mặt ra chào bà mặt ra lại ngà chào bà vì trong đồ bà này biết đồ mình sổ đồ chỉ mình đi đồ bây giờ bà mà về chết đi bà đang là chuyện này ai đeo khẩu mà về chết đi mà mình kiếm mũi đi đồ mình đi đồ đồ chuyện này con vô chân đạp chả chả này biết đồ chỉ đi ai cho mình đồ đủ đai đủ đai mình đi đồ chuyện này lợi chá đi đây quên chuyện mà sẽ có sự thật là để có nên đến thả vì đó cô mù yà nâu mù yà sẽ mù yà cô nâu sẽ à lâu mù không có mù chứ phụ vụ đấy đau rồi đấy sẽ có thả là sẽ có thả đấy sẽ có thả là mình bắt đầu con chú đi như dòng hoa đấy tất cả hoa đang đầu hoa đấy đi cả sẽ cả đi cả thế anh giờ sẽ gặp ông sòng này đấy mình học cùng mình cùng mà chẳng mà sẽ gặp ông sòng này là chỗ đó con nào đâu là sẽ sẽ mà con nào đâu là đấy đấy sẽ đấy ta cho mọi người sẽ có gì là có chỉ để bao phủ thì bao phủ vậy nhưng mục tiêu chúng tôi không chỉ để là về con đẹp là một cái gì đấy con đẹp là một cái gì đó mà thì nó tiêu một cái gì đấy rồi mà tiêu một cái quá mình đi đâu ra đấy con yêu chân là để về với Jesus thì để ta cho người đó con nhận được sự gì nghe được gì thầy con tha là thầy con tha vì sự gì anh cha nhà con mà đi nó mấy con tùy con này về chẳng đi con bên cùng là đấy mình đi con bên này quên gì mà mình đi con bên này để phục vụ à mà con này phục vụ sự gì mình đi đâu à thì về tôi nhận đạo của tôi là gì đó mà con em bố cụ phía tòa như thế anh đâu phía tòa bên tôi nhìn mình đi đâu nhưng mà này con tôi là quê gọi mà con em bác ưu đi đã cho mọi đồ mà đang dễ gì đấy tôi là lời về dễ gì là sẽ đại đại đó lấy sự con của bé xiang đi bọn bé bố lùi đi xiang đi bọn bé nhà đó nào nếu mà đâu anh đâu đâu sao cả nhà già là thế mình biết rồi anh nào mà lo ba lo ra sao đấy à vui vui đi à đi lo mua đi xe này đấy cả xe cả già như nhà già thằng như nãy thằng này anh lúc này đấy xe cũ chỉ chỉ đó đây mua đó đây mà đó đồ là đó cái nào đồ đấy bây giờ chúng tôi bảo đi biểu tượng số mà đấy thầy giáo sư đi, bây giờ chúng mình đi ra đây, thầy giáo sư đi, ra đi vô, chỉ suy ra mấy, nào yêu ra mấy, cái đồ nào yêu lại bị cái đồ gì, đồ đồ gì cả, anh nhớ cái gì, nào giáo viên nhà này có đồ gì là xây ra đấy, cái gì cả, lấy mai gì đấy, lấy mai gì đấy là cái đồ gì. Có một điều là trong khi mình được có một điều là như lúc đây là có một điều là sẽ là được giá trị khán giả là để ai cho một điều
Cho nên mới dạy rằng là mọi người muốn kiếp này hay kiếp sau trong sanh tử luân hồi được hạnh phúc an lạc mát mẻ thì phải nuôi dưỡng cái tâm thiện, tâm tốt, đó là điều kiện thứ nhất. Và khi mà mình nuôi dưỡng tâm thiện, tâm tốt như vậy thì những cái tâm bất thiện, những cái tâm xấu, những tâm mà làm hại thì mình sẽ được xa lìa nó. Và xa lìa nó, mình không đi theo con đường ác thì mình sẽ không bị gặp ác quả báo xấu hay là không hạnh phúc, và mình tránh được cái đau khổ. Thì đương nhiên rồi, một bên mình hướng về thiện thì bên kia cái ác mình sẽ bị xa, mình sẽ được xa lìa. Và cái điều thứ hai nữa là tìm kiếm và gần gũi thân cận những cái người bạn tốt, bạn lành, và bạn luôn luôn mong cái điều lợi ích đến cho mình, cho người. Những người bạn như vậy không phải dễ có, cho nên mới gọi là tìm kiếm. Khi tìm kiếm được rồi, mình tức là mình nói ở đời thật thường xong, mình chơi với bạn tốt chứ đừng chơi với bạn xấu. Khi có những bạn tốt như vậy thì mình cứ có những người bạn tốt thì họ luôn luôn hướng mình hay là đưa mình đến những cái chỗ tốt, những cái điều gọi là lợi ích. Và khi có bạn tốt như vậy thì những cái người bạn xấu và những cái người bạn mà không tốt đó mình sẽ xa lìa. Bởi vì sao vậy? Nếu mà mình gần những người bạn xấu thì lâu ngày một sớm một chiều mình cũng đi theo cái xấu. Và trong lúc mình muốn là muốn cái gì? Mình muốn được an lạc, hạnh phúc, giàu sang, đi theo người xấu, những người bạn xấu mình gần không gần bạn tốt, thì cái điều mong muốn với cái việc làm của mình nó không đi đôi với nhau. Và như vậy thì mình có hưởng được những cái đó không? Không được, không thể hưởng được. À, đó là cái điều mà tại sao Đức Phật dạy là muốn hạnh phúc an lạc kiếp này và sanh tử luân hồi thì phải tìm kiếm và gần gũi. Nhưng người bạn lành bạn tốt này tại sao không nói là gần gũi, phải tìm kiếm cái đó. Mình tìm, phải tìm mới gặp được với những người bạn như vậy. Và cái điều thứ ba nữa là phải gần gũi, thân cận và ác, nghe những cái lời và ghi nhớ, rồi thực hành theo những cái lời giáo huấn của bậc thiện trí trong đời. Bởi vì các Phật tử biết rồi, mọi người trong thân tâm mình đây này, trong mình đây này, thường thường những cái ý nghĩ xấu với ý nghĩ tốt, cái ý nghĩ nào nhiều? Đấy, xấu với ác có nhiều hơn không? Và nhất là xấu ác ở đây thôi, nói hơi nói nó dựng đi, nhưng mà mình nói trong mình là khi nào tham thì tham, khi thấy đáng giận thì mình giận, đúng không? Thấy mình đáng cái đáng mong muốn thì mình lại mong muốn. Thấy giận thì giận, thấy mà cái gì mình đáng ganh ghét thì mình ganh ghét, cái đáng ganh ghét mình là ganh ghét. Thấy những cái gì đáng này thì mình cứ cái tâm mình không bao giờ làm chủ cả. Mà muốn làm chủ tâm này thì mình hàng ngày phải nghe lời thân cận những cái bậc thiện trí và nghe lời giáo huấn của họ. Khi nghe nhiều như vậy đó thì cái tâm mình nó sẽ hiền lại đi, nó sẽ thuần thục đi. Bởi vì là giờ lời giáo huấn của chư bậc thiện trí như đây, ở đây là Đức Phật hay chư bậc thánh tăng hay các bậc tăng bào có về pháp học, họ học pháp của Đức Phật để họ dạy. Pháp của Đức Phật là pháp gì? Là những cái pháp mà làm cho mình diệt được cái sự nóng nảy, buồn rầu, khóc than, những cái tham lam, những cái ngã mạn, những cái đố kỵ, những sự tàn kiến. Pháp của Phật nó có công năng như vậy. Thì khi mình gần gũi thân cận những bậc thiện trí, mình nghe những cái lời đó thì cái tâm mình nó sẽ hiền. Hiền và nó tức là nó từ dễ hiểu là cái tâm mình nó sẽ dễ dạy đi. Ví dụ gặp cái cảnh đáng giận, mình hiểu được là cái giận là xấu như thế này, cái giận nó cho quả khổ như thế này, thì mình có dám giận nữa không? Còn mình giận là vì mình thấy nó đáng giận quá, mình không có ai dạy cho mình là giận sẽ đưa quả khổ như thế này, sẽ làm cái quả báo trong sanh tử luân hồi. Mình giận một phút như vậy nhưng mà đã có biết bao nhiêu cái quả khổ như vậy thì mình sinh ra sợ. Đó là vì tại sao vậy? Vì mình nghe được cái lời của những bậc giáo huấn của các bậc thiện trí. Thiện trí ở đây, các bậc thiện trí ở trong Phật giáo là chính, như Đức Phật, rồi hai ngài đại đệ tử, rồi chư 80 bậc thánh tăng, rồi các bậc thánh tăng sau, và nhất là sau này là chư tăng đang theo học pháp học của Phật giáo, duy trì Parijati là pháp học Phật giáo. Và khi mà mình có đầy đủ ba cái điều kiện như vậy thì cái điều mong muốn được an lạc, được hạnh phúc, được giàu sang và được mát mẻ nó sẽ thành tựu, nó hợp với nhân quả với nhau. Từ mình làm rồi cái điều mong muốn mình sẽ hưởng được. Và đó là cái lời giáo huấn ngắn trong lúc nhau lúc ngắn ngủi này mà vị sư kia đã đại diện chư tăng nhắc nhở lại cái lời Phật dạy cho quý Phật ghi nhớ và
cố gắng thực hành để nó hợp với cái điều mong muốn của mình. Và chúc cho mọi người muốn được an lạc, muốn được hạnh phúc, muốn được giàu sang, mát mẻ, thì cố gắng làm sao tìm cho mình ba cái điều kiện như vậy để mình tạo cái nhân, rồi nó cho cái quả mà mình mong muốn, và tất cả chúng sanh cũng vậy, cũng được hưởng cái sự an lạc mà từ chính bản thân mình hành động mà để đạt được cái sự an lạc đó. Và chúc cho quý vị sớm được đạt được cái an lạc mà mình nhờ nghe những cái pháp mà mình biết cách thực hành và trọn cái quả mà mình mong muốn được thành tựu. Sa hữu. Rồi thì có tác bạch gì thì tác bạch. Tác bạch cái lời cảm ơn đi rồi hồi hướng. Hãy subscribe.